Xin kính chào các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến. Hôm nay em xin đại diện cho nhóm nghiên cứu khoa học sáng tác thơ ca từ rap phát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh trung học phổ thông. Nhóm chúng em thì gồm có 5 bạn: Vũ Thu Trang, Đỗ Thị Thúy Trang, Nguyễn Huy Hoàng, Lê Minh Trang và Lê Minh Sơn. Em xin phép được bắt đầu bài thuyết trình của nhóm em ạ. Năng lực ngôn ngữ là một trong những năng lực cốt lõi của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Năng lực ngôn ngữ của học sinh được thể hiện ở nhiều khía cạnh và các kỹ năng bao gồm như là nghe, nói, đọc, viết. Tuy nhiên thì các bạn học sinh trung học phổ thông hiện nay đều chưa biết cách sử dụng ngôn ngữ để hiểu và diễn đạt suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của mình. Phát triển năng lực ngôn ngữ thì cần có một tiếng Việt phong phú. Thì chúng em đã nghiên cứu và sáng tác thơ ca từ rap cho thấy rằng thơ ca từ rap có ý nghĩa rất lớn đối với việc phát triển năng lực ngôn ngữ, có giúp cho các bạn thêm yêu tiếng Việt và vận dụng sáng tạo ngôn ngữ tiếng Việt và trong giao tiếp, học tập cũng như là đời sống hàng ngày. Với mong muốn phát triển năng lực ngôn ngữ cho các bạn học sinh trung học phổ thông thì nhóm nghiên cứu chúng em đã tạo ra sản phẩm thơ ca từ rap với gần 100 bài cũng do chính nhóm chúng em sáng tác, và chúng em cũng đã thu thập thêm một số tác phẩm cũng do các bạn học sinh tự sáng tác và thể hiện lên cái lời nói, suy nghĩ của mình trong học tập và cũng như là cuộc sống. Và đây là quyển sáng tác thơ ca từ rap để phát triển năng lực ngôn ngữ cho các bạn học sinh trung học phổ thông mà nhóm chúng em đã thu thập cũng như là sáng tác được. Và sau đây em xin giới thiệu một số tác phẩm do nhóm chính em sáng tác. Bài đầu tiên là bài mang tên Lịch sử 3 lần chiến thắng sông Bạch Đằng. Hãy kể với tôi nơi bạn sinh sống, quê cha đất tổ bạn có biết không? Vùng đất Bảo Yên thuộc đồng bằng Bắc Bộ, đi dấu chiến công và vệ tổ quốc của cha ông từ thời kỳ tiền sử cho đến ngày nay. Và cuối năm 938, chiến thắng Bạch Đằng đánh bay quân xâm lược Nam Hán, nước thủy triều xô bạc vẽ cọ nhọn như dự đoán, bao thuyền già hoảng loạn vỡ tan, Ngô Quyền nhìn đời sau vẫn còn tiếng thương vang dội. Rồi đầu năm 981, vua Lê Đại Hành chặn đánh quân Tống xâm lược, tướng Giặc bị bắt sống, chạy nước rút khỏi sông. Đến thời quân Nguyên rơi vào thế bị động, vua Trần Quốc Tuấn mai phục phản công. Bác học bố trí ở cửa sông Chanh, sông Rút, tương truyền có một bà hàng nước đã giúp vua, chỉ dẫn tỉ mỉ lịch thủy triều lên xuống, xây dựng trận địa cọc đến kế sách phá công. Mách địa thế lòng sông làm Giặc không đứng thoát. Sau này các vua Trần cho lập miếu vua Bà, thị xã Quảng Yên và bãi cỏ Yên Giang. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược kết thúc vẻ vang. Đế quốc Mông Nguyên lớn mạnh và hung hãn, bắc tàn đến mấy cho ông ta cũng đánh tan. Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 mốc son vài lần cho lịch sử thắng lợi vẻ vang. Và sau đây sẽ là một tác phẩm về hóa học do bạn Đỗ Thị Thúy Trang sáng tác. Hôm nay em xin trình bày một bài thơ do chị sáng tác mang tên Tốc độ phản ứng hóa học. Tốc độ phản ứng là sự nhanh chậm của một phản ứng được tính bằng sự thay đổi lượng chất trong một thời gian. Khi nồng độ tăng, tốc độ cũng tăng. Khi áp suất tăng, tốc độ cũng tăng. Khi nhiệt độ tăng, tốc độ cũng tăng. Ngoài ra còn có để tăng tốc độ, ta có thể tăng diện tích tiếp xúc của chất phản ứng bằng cách là giảm kích thước hạt rắn hoặc tạo hạt sút, và không thể thiếu là chất xúc tác, đặc biệt ở chỗ khi hết phản ứng cũng bị biến đổi về lượng và chất. Hóa học thật hay, biết bao lý thú chờ ta khám phá, nào cùng chinh phục muôn hóa bạn ơi. Em xin cảm ơn. Còn những giờ tin
Ngày mai không còn những giờ thể dục, những tên quốc phòng nắng trở trang, không còn được thấy thầy hiệu trưởng tới trường khi trời còn hơi sương. Ẩn sau một sự trầm lặng của thầy trong đó là cả một tình thương. Ngày mai có con đường phía trước, ngày mai phải tự chấp cánh bay, ngày mai bước ra cuộc sống phải biết lao động cống hiến bằng đôi tay. Và nhớ lắm người bạn thân ơi, kỷ niệm vơi đầy theo năm tháng, và giờ giây phút chia tay gặp người chúng ta cùng nhiều chút thời gian. Cánh phượng hồng rơi sân trường vàng, hai hàng nước mắt ẩm đôi môi. Kỷ niệm học trò gửi lại nơi đây, đừng quên tôi nhé bạn thân ơi. Đã từng có những ước mơ, nhưng vì cuộc sống ở ngoài kia chúng ta đâu có đẹp như mơ. Có người mơ làm nghệ sĩ, có người đơn giản làm công nhân, nhưng ước mơ đó cũng chỉ thầm mong. Hello, đây sau đây là giáp học tạm thời kết bạn. Đời giống như một món quà, môn sử môn lý môn hóa môn sinh đã không còn đâu xa lạ. Từ khi bước chân vào học tôi cứ tưởng là mình tài hóa, làm bài kiểm tra vòng vẹn 2 phút chỉ chọn không điểm nha. Sau khi nhận ra tôi đã biết là mình nào tưởng cứ lao đầu vào học ngày học đêm, và có một giấc mơ thật học tưởng. Tôi mơ mình làm bác sĩ để chữa hết tất cả bệnh tật, lại còn mơ làm họa sĩ tô màu tươi cho muôn ngàn vật. Học và học, học thật nhiều để sau này trở thành tài, luôn cố gắng, luôn phấn đấu vì đừng còn nhiều trông gai. Hãy chăm chỉ lên, bạn vẫn có tương lai kia trước. Cố gắng phấn đấu thi đua học tập để cống hiến cho đất nước. Học và học, phải học nữa và phải học mãi. Học và nói lời thật hay và đặt như tấm gương bên trái. Học môn hóa của thầy Triều, kiến thức vẫn còn ghi xa mãi. Học Anh của cô Mai Hương, giao tiếp cứ như người nước ngoài. Học và học, phải học nữa và phải học mãi. Học và nói lời thật hay và đặt như tấm gương bên trái. Học môn hóa của thầy Triều, kiến thức vẫn còn ghi xa mãi. Học Anh của cô Mai Hương, giao tiếp cứ như người nước ngoài. Chúng em xin cảm ơn các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh đã lắng nghe.